Mồ hôi và làm thế nào để khử mùi mồ hôi luôn là mối bận tâm của khá nhiều người, trong đó có không ít nam giới. Nó thường gây khó chịu cho người bên cạnh, đánh mất đi sự tự tin, lịch lãm vốn có của nam giới. Nhưng nếu ai đã dùng lăn khử mùi nam giảm mồ hôi Gillette Kungway thì sẽ chia tay vĩnh viễn với vấn đề rắc rối này. Hãy tìm hiểu xem sản phẩm có gì đặc biệt. 1. Tại sao nên dùng lăn khử mùi mồ hôi? Mùi mồ hôi khá khó chịu. Nếu bạn đã từng đứng cạnh người có mùi mồ hôi nặng, nhất là mùi mồ hôi nách thì bạn sẽ hiểu được tại sao nên dùng sản phẩm khử mùi mồ hôi. Nếu bạn bị tiết mồ hôi mà chưa dùng lăn khử mùi mồ hôi, hay quên sử dụng thì chắc chắn khi tiếp xúc với người khác, hay đơn giản đi qua nơi đông người bạn sẽ có cảm giác rất e ngại, thiếu tự tin, không dám đứng gần bất kỳ ai. Thủ phạm gây nên rắc rối này là do mồ hôi của bạn nặng mùi. Có thể do loại mồ hôi của bạn, hoặc do thức ăn bạn sử dụng như hành, tỏi và một số loại thực động vật có khả năng gây mùi mồ hôi khó chịu. Nếu do ăn uống thì bạn có thể tránh, nhưng do loại mồ hôi hay do điều kiện làm việc, thời tiết thì rất khó khắc phục. Vì vậy sử dụng lăn khử mùi mồ hôi là giải pháp hữu hiệu nhất, tiện lợi nhất mà bạn nên sử dụng. Hai, lăn khử mùi nam giảm mồ hôi Gillette Kungway có gì khác biệt? Được ưa chuộng tại những thị trường khó tính. Mỹ và châu Âu là thị trường đặc biệt khó tính, nhất là đối với những sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Chỉ một chi tiết là sản phẩm rất được ưa chuộng tại hai thị trường này cũng đủ cho chúng ta thấy chất lượng, uy tín của lăn khử mùi nam giảm mồ hôi Gillette Kungway. Hiện nay sản phẩm này không chỉ được sử dụng phổ biến tại Mỹ, châu Âu mà còn có mặt tại nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Tác dụng kéo dài. Lăn khử mùi nam giảm mồ hôi Gillette Kungway có thể duy trì tác dụng trong 48 giờ nhờ có công thức độc quyền của thương hiệu Gillette nổi tiếng. Ngay sau khi sử dụng sẽ giúp làm giảm mồ hôi, ngăn chặn vi khuẩn gây mùi và lan tỏa hương thơm mạnh mẽ, nam tính. Tạo cảm giác tự tin, thoải mái. Lăn khử mùi nam giảm mồ hôi Gillette Kungway với công thức độc đáo tạo cảm giác mát lạnh, sảng khoái, dễ chịu ngay sau khi dùng. Mùi hương nam tính, mạnh mẽ của sản phẩm sẽ lưu lại dài lâu trên da, rất phù hợp với thời tiết mùa hè. Với những nam giới có tính cách năng động, hay chơi thể thao, làm việc ở ngoài trời hoặc nơi có nhiệt cao. Chất keo từ sản phẩm không gây thâm dùng da nách, không làm giàn áo, cảm giác hoàn toàn khô thoáng, sạch sẽ. Ngăn chặn mùi mồ hôi từ gốc, an toàn cho sức khỏe. Lăn khử mùi nam giảm mồ hôi Gillette Kungway hoạt động trên bề mặt da tạo lớp màng ngăn cách mồ hôi với các loại vi khuẩn gây mùi. Không cho vi khuẩn kết hợp với mồ hôi, từ đó giúp vùng da khô thoáng, hạn chế môi trường phát triển của những loại vi khuẩn gây mùi. Đặc biệt với thành phần được kết hợp từ nhiều chất lành tính mang lại sự an toàn tuyệt đối cho da, kể cả những làn da nhạy cảm cũng không bị kích ứng khi sử dụng sản phẩm lâu ngày.